hả? Ba họ nó cắn này cả nhà, cắn dính lăn luôn. Giỏi luôn, la luôn. Xin chào cả nhà, cả nhà bữa nay anh em đi chạy kiếm cá ăn nữa cả nhà. Giờ xuống cái kênh cái ao bỏ quang của đó là cả nhà. Nào mà móc tâm chỉ cho cả nhà chạy như vậy nè cả nhà. Bắt đầu như vậy nè cả nhà, phăng lên. Phăng lên đó, cả nhà thấy không? Phăng lên như vậy nè cả nhà. Cả nhà nắm lại dây. Đó, rồi mình bắt lên để dây nè cả nhà. Còn phăng là chia ra cho nó đều. Đó cả nhà thấy không? Chia đều luôn cả nhà. Rồi xong mình nắm lại dây. Đầu như vậy này cả nhà. Quăng cái nào cũng toàn cả nhà. Để tao mai quăng cho cả nhà xem nha. Ở dưới đây ao này bỏ quang cả nhà, nó thổi đất lên đó. À, kia có bờ kinh nữa nè. Đường ra vô cá vậy đó. Đó cả nhà thấy không? Quăng phát nào cũng toàn hết cả nhà. Đó. Để cho nó chìm lâu lâu một chút cả nhà. Rồi cả nhà ơi, ngâm cỡ chừng 5-10 phút cả nhà, kéo lên cả nhà, kéo từ thôi, cá dữ lắm, cá nó chui với cả nhà. Để tầm kéo lên coi có cá không, im dữ người ta, cá lên em ru cả nhà ơi, em dòng có cá gì không, đó, quá luôn cả nhà. Rồi, được mấy con. Đó. Quá trời luôn cả nhà ơi, con cá lóc nữa cả nhà. Đó. Quá trời rồi. Cá lô nữa cả nhà ơi. Cá lô đồng nữa nè. Ở cá lóc đồng luôn cả nhà. Bốn em. Rồi, quá đã rồi. 1 2 3 bốn em cả nhà ơi, vô mánh rồi. Đây đây lấy ba bò nó vô nha. 4-5 con luôn ở nhà, cái lóc luôn à. Quá trời luôn. Thành quả của anh em mình. Ừ, cá phi bự luôn rồi nha. Bỏ vô thôi. Bao 2 giỏ. Đó. Đó. Cái lóc này nó quấn. Lóc đồng nó quấn luôn ở nhà, quấn quá trời luôn à. Gì vậy? Nó cắn. Cắn cả nhà. Cắn búa xua con đây nè. Hả? Ba. Họ nó cắn này cả nhà. Cắn dính lăn luôn. Giỏi luôn, la luôn. Ui. Họ, nhà thấy không? Ui. Lóc đồng luôn cả nhà nè, cái lóc đồng này nhà thấy không? Cắn phao luôn, ớt trắng nè. Một em. Đây, thả cá phi cho cả nhà xem. Phi luôn ba em. Đó. Dạ đâm. Thành quả của anh em một chài để làm được mấy con cho cả nhà xem. Hai em. Cái phi bự. À nhà ơi. Quá là cái phi bự luôn. Ba em. Cá lô đồng luôn cả nhà. Bốn em. Cá mè nữa cả nhà ơi. Quả của anh em mình được con cá lóc nữa là bốn em cả nhà. Quăng vậy phát nào cũng toàn á nhờ. Giờ nó chạy vô nữa này. Vô nữa nhờ. Cái này nó nhát giờ nó vô ít không nhiều. Đó, nhà nhà thấy không? Đó, hai ba con luôn cả nhà ơi. Đó, nhà thấy con cá phi. À, ba con luôn.
Đó, ba em vô cá lô kiến rồi nha, quá trời lô kiến rồi. Họ nó mập, lô kiến này nướng hấp xả cũng ngon nha, quá trời luôn. Ở cá phi bự nè nha, ở cá phi quá trời cá phi luôn nè nha, quá luôn. Ê, nãy giờ anh em mình quăng ba chạy được nhiêu đây cả nhà, đó, thành quả rồi anh em được nhiêu đó, 4 cá phi với 5 cá phi với 1 cá lóc, 3 cá lô kiến với con cá chốt đồng nữa cả nhà, với con cá lô đồng. Rồi chắc anh em mình kết thúc ở đây cả nhà ơi, đủ ăn rồi, chắc anh em kết thúc ở đây. Những cả nhà yêu thương anh em mình để cho anh em một đăng ký, một like, một chia sẻ cả nhà, để anh em có nhiều động lực làm nhiều clip hay để cho cả nhà xem cả nhà. Rồi chào cả nhà.